À, xin chào các em Chúng ta sang bài mã số ID là 176 Tức là bài 76 trong đề minh họa năm 2020 Mà bộ vừa mới ra để cho các em khóa 2002 các em tham khảo Thế bài toán này là xếp được bài toán trong 8 bài cuối Rất mất thời gian Nếu các bạn không tạo thành một kỹ năng Thì thực sự những bài toán như này các em đầu hàng mất Còn những bạn mà có gọi là Chỉ tiến thủ cao hơn một chút thì các em phải rèn luyện thật là nhiều thì chúng ta mới kỳ vọng xử lý nhanh được thế thì bài toán này là thầy mô tả để các bạn hiểu các bước đi bản chất của phản ứng thì còn nếu như các bạn trong quá trình làm các bạn có thể bỏ qua rất nhiều nội dung không cần phải trình bày như này ở đây thầy trình bày để các bạn hiểu bản chất của nó tại sao thầy làm như vậy nha đầu tiên đọc đề lên chúng ta nhìn thấy luôn đã thứ nhất là 3 este vậy những bài mà 3 este là bài khó rồi đó đây là lần nhất thứ hai là cho các em đây là no đó no như vậy chắc chắn là các em loại cái trường hợp là st là st của Phelon rồi như vậy không phải băn khoăn nữa rồi đó vấn đề là no ở đây nó no đơn hay no đa nữa mà thôi thì nó cho các em luôn là đây là đơn trước và là hai trước rồi đó ở đây rõ ràng rằng là chúng ta hoàn toàn có thể xử lý ngon lành rồi Đấy, yên tâm là không bị lừa đảo với st của Phelon rồi tiếp tục phần thứ hai là phần liên quan đến xử lý phần rượu những bài toán nào đó mà cứ mang cái rượu này loại nước tạo ET này các em nhìn thấy này thì chắc chắn là bảo toàn khối lượng rồi và nó có mối quan hệ mon giữa OH trừ của NaOH với OH trừ của rượu đó đó là những cái không thể thiếu được khi các em tư duy về bài toán liên quan đến nhiều este này hướng tư duy tiếp theo là khi người ta cho ba este. Việc đầu tiên là chúng ta muốn tìm được công thức, chúng ta phải tìm ra được rượu. Chúng ta phải sau đó chúng ta tìm thứ hai là tìm ra được muối và các em ghép rượu với muối vào thì các em sẽ ra suy ra được cái este tương ứng. Đó, đây là cái xu thế mà những bài toán este khó người ta hay sử dụng. Thì bài này cũng không ngoài cái nội dung đó. Thì thầy sẽ minh minh họa để các em nhìn thận thấy. XC của thầy ở đây gồm 3 este. Khối lượng là 3,82 đốt cháy lên CO2 là 0,16 mol. Phản ứng với NaOH của thầy thu được muối, muối thầy dồn luôn thành như này luôn. Khối lượng là 3,38 để thi cho khối lượng không đổi về mol rồi. Rượu của thầy là rượu đơn chức. À, lý do vì sao thầy biết rượu là rượu đơn chức là bởi vì người ta bảo là hai rượu đồng đẳng kế tiếp mà có một rượu đơn chức rồi. Đây này, có một ete đơn, hai ete đơn này thì cái rượu còn lại phải là đơn. Vậy hai rượu đó phải là đơn chức. Và cụ thể là no đơn chức luôn đó Đấy. mang rượu này loại nước thì thu được ete khối lượng ete biết rồi và nước như vậy thầy khai thác cái quan hệ mon thầy gọi số mon NaOH là thì thì oh trong rượu cũng là X mon dùng quan hệ mon thì thầy có nước của thầy ở đây là không phải năm kem cân bằng đây là hai thì nước là không phải năm mon này đó các em nhìn thấy rất rõ ràng như vậy để thi dấu hiệu cho khối lượng kem nghĩ đến bảo toàn khối lượng Thầy bảo toàn khối lượng thầy tìm ra được x bằng 0,05 mol Tức là m của x thì cộng với m của NaOH bằng m của muối cộng m của rượu Mà m của rượu của thầy thì tính thông qua bằng m et cộng m nước Đó Kết quả thầy tìm ra x thì bằng 0,05 Tìm ra x 0,05 rồi Sau đó thầy tìm ra hai thứ là rượu và muối Đầu tiên thầy tìm rượu trước Thầy có số mol rượu là 0, 05 mol rồi. Có khối lượng rượu bảo rằng khối lượng đây rồi. Thầy chia ra thì ra m trung bình nó bằng 48,8. Hai rượu kế tiếp đó phải là C2H5OH là 46 và C3H7OH đó là 60. Số mol này tính được luôn, hai số mol này. Số mol này các em có thể giải hệ phương trình hoặc là các em nhẩm tùy ý các em. Nếu bạn nào đó học thầy quen rồi thì đa số là nhẩm. Thế các bạn nào mà chưa quen thì các bạn x y các bạn có x y bằng tổng mol là 0,05 các bạn có 46x cộng với lại 60y bằng khối lượng của nó. Đây, khối lượng đây này. Đó, các em đã tìm ra được giá trị của nó. Như vậy, xong về rượu. Bây giờ xử lý về muối. Thì thầy có muối như sau. Muối của thầy, thầy dồn thành CO, NA. Thầy bảo toàn natri là 0,05 mol. Carbon và hydro. Thế thì carbon của thầy ở đây, thầy dùng bảo toàn carbon. Để thầy tìm ra được cái carbon trong này. Nó là 0 mol. Thầy có tại sao là không mol Thầy có như sau lấy 0,16 tổng C Trừ đi C trong rượu là 0,04 x 2 Trừ đi 0,01 x 3 Trừ tiếp cái C ở trong muối này Chỗ góc gốc này này là 0,05 Thì thầy tìm ra được cái này bằng 0 Bằng 0 nghĩa là gì Bằng 0 nghĩa là cái muối của thầy không có chứa C Đó không có chứa C bên ngoài Hydro của thầy thầy dùng bảo toàn khối lượng Thầy tìm ra được Thầy có 3,38 trừ đi khối lượng của thằng gốc CONA này Chia cho 2 thì ra số mol là 0,015 mol Như vậy từ số liệu thông tin về muối như này Bắt đầu thầy mới tìm ra muối Muối thứ nhất là HCONA Muối thứ hai là CONA tất cả hai lần là 0,01 mol Lý do vì sao thầy lại khẳng định như vậy Là bởi vì trong muối của thầy không có chứa C ở gốc nữa Như vậy kết quả là chỉ có hai muối thỏa mãn thôi một muối hai chức và một muối đơn chức muối hai chức của thầy là CO 2 hai lần số mol là 0,01 muối đơn chức là HCO là là 0,03 à, tại sao thầy nhầm được như vậy rất đơn giản thôi thầy bảo toàn hydro đó hydro của thầy là 0,03 mol thì suy ra ở đây cái cái HCO là này là 0,03 mol mà tổng CO là 0,05 thầy trừ 0,03 đi thôi thầy chia cho hai ở đây thì ra 0,01 đó sau khi tìm được muối rồi ngon rồi tìm được rượu rồi kem ghép nó vào đấy bây giờ thầy giải thích tại sao thầy đã ghép như thế này thứ nhất là cái rượu C3H7OH là 0,01 mol nó không thể nằm ở trong gốc hai chức này được đó vì nếu nó nằm ở trong gốc hai chức này của thầy được chưa thì của nó sẽ là 0,02 mol mất đó không phải 0,02 mol mất như vậy kết quả là thầy không ghép vào đây Tiếp theo thầy sẽ ghép vào HCO C3 H7 Vậy HCO 3 H7 là 0.01 mol Ok Gốc HCO Nữa thầy ghép với C2 H5 là 0.02 Thầy còn lại là COO tất cả hai lần C2 H5 bởi vì C5 của thầy vẫn còn là 0.02 mol nữa Vậy thầy chia cho 2 Kết quả là 0.01 vừa thỏa mãn luôn Như vậy sau khi ghép thỏa mãn rồi Thì kết quả thì tính được phần trăm của XC tức phần trăm ST nhỏ nhất trong x đây, đây là STM có khối lượng bé nhất và kết quả thầy tìm ra được là 38,74%. Đó, đó là cái mà các em hình dung như vậy.